Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Như vậy thì chính thức luật sư của Công Vinh và Thủy Tiên cũng đã lên tiếng. Chúng tôi sẽ kiện các cá nhân có hành vi vu khống bịa đặt. Ở đây hiểu nôm na là có hành vi vu khống và bịa đặt cái chuyện mà Công Vinh Thủy Tiên có ăn chặn từ thiện ha. Tuy nhiên thì tôi đính chính là một chút, nếu mà vu khống bịa đặt thì chỉ có thể là Thủy Tiên thôi, chứ Công Vinh là chưa có nha. Bởi vì Công Vinh là trong câu chuyện làm từ thiện này, Công Vinh là hoàn toàn không có can thiệp. Nếu có tham gia thì với vai trò là giúp cho Thủy Tiên làm công việc của người vợ thôi, chứ người ta không hoàn toàn không có nói đến Công Vinh ha. Nếu có thì Công Vinh là có những cái chuyện mà đấu tố qua lại tay đôi với bà Nguyễn Phương Hằng thôi, chứ không phải là nói xấu Công Vinh về cái chuyện mà ăn chặn từ thiện. Nhưng trong đó có hay không thì chỉ có vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên có bàn bạc với nhau hay không thì cái đó chúng ta không biết được ha. Chiều ngày 17 tháng 9, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên đã có buổi livestream tung sao kê trực tiếp tại ngân hàng để xác nhận xem tổng số tiền kêu gọi được có đúng như công bố trước đó hay là không, hay là 320 tỷ hay là 700 tỷ như một số thông tin trên mạng xã hội có đưa tin. Ở đây thì tôi xin phép là đính chính lại một số thông tin. Đó chính là việc Công Vinh Thủy Tiên nói rằng là báo đăng đó là livestream tại ngân hàng là không có nha, chỉ được phép chụp hình tại ngân hàng thôi, điều đó là có. Nhưng nói rằng là livestream tại ngân hàng là hoàn toàn không có, chỉ có livestream bên phía là Lê Bộ Hành thôi, và thậm chí là luôn cả những cái anh nhân viên bảo vệ của ngân hàng cũng đã xua đi, không cho phép tụ tập đông người và không cho phép đứng trước cửa ngân hàng để mà livestream nha. Đính chính lại, có thể thông tin này là báo chí viết chưa chính xác. Chiều ngày 17 tháng 9, vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên đã có mặt tại phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn. Tại đây, nữ ca sĩ livestream công bố toàn bộ sao kê tài khoản ngân hàng từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện là 3 tháng. Mục đích của việc làm lần này, theo nữ ca sĩ, là để xác nhận xem tổng số tiền kêu gọi được có đúng như là công bố trước đó hay là 320 tỷ, 700 tỷ như một số thông tin trên mạng xã hội đã đưa. Trước khi Công Vinh, Thủy Tiên công bố số tài liệu từ thiện, luật sư đại diện cũng có mặt tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn và có những chia sẻ ngắn gọn xung quanh vấn đề sao kê này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem luật sư của Công Vinh, Thủy Tiên sẽ phát biểu như thế nào. Các thông tin chính thức của ngày hôm nay, mình sẽ ra thông cáo báo chí. Thông cáo này sẽ được đứng tên của văn phòng luật sư và mình sẽ gửi cho tất cả các bạn. Tí nữa, các bạn đưa cho mình địa chỉ email, ngay lập tức mình sẽ gửi thông cáo báo chí cho các bạn ngay khi thực hiện xong. Ở trên đó có địa chỉ email để mọi người hỏi các câu hỏi có liên quan, luật sư Tuấn nói. Luật sư Tuấn có nghĩa là luật sư của Công Vinh và Thủy Tiên ha. Đồng thời, vị luật sư này đại diện cũng mong muốn mọi người sẽ không đưa thông tin của email này lên mạng xã hội, dẫn đến lượng số lượng email quá tải, không thể trả lời kịp. Ngay sau đó, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên và luật sư đại diện đã tiến vào bên trong ngân hàng Vietcombank để thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc sao kê từ thiện của mình. Chiều cùng ngày, luật sư Phan Vũ Tuấn đã gửi thông cáo báo chí đến các cơ quan truyền thông. Trong thông cáo nêu rõ, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tin tưởng vào quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh cùng với đại diện pháp lý của mình và văn phòng luật sư Phan Lo Việt Nam đã, đang và sẽ tiến hành tố cáo lên cơ quan công an, đồng thời khởi kiện đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh. Bằng công cụ pháp luật, chúng tôi sẽ yêu cầu các cá nhân đó phải chấm dứt các cáo buộc vu khống của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà họ đã gây ra. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua con đường tố tụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vụ việc sẽ được giải quyết một cách là thỏa đáng, công bằng, công khai, minh bạch và bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi cùng với tất cả các cá nhân, tổ chức khác có liên quan, luật sư Phan Vũ Tuấn nói trong thông cáo báo chí. Và như vậy thì luật sư Phan Vũ Tuấn cũng đã có nêu ra một số cái kênh YouTube cũng như là kênh Facebook và một số người nổi tiếng khác, ví dụ như là ca sĩ. Tuy nhiên trong đó có một cái kênh YouTube mà tôi nghĩ rằng là rất quan ngại. Trong đó thì có kênh là YouTube Lang Thang Đường Phố ha, với cô Quỳnh Như. Và như vậy, cái việc mà kiện các YouTuber này đó nó như thế nào, tôi xin phép là đưa ra cái quan điểm của mình về câu chuyện là Công Vinh với Thủy Tiên sẽ kiện YouTuber. Thứ nhất, nếu mà các YouTuber này mà biết rõ câu chuyện là có mà nói là không,
mà không thì nói là có, thì cái đó mới là một trong những yêu cầu để chúng ta có thể khởi kiện họ ra ngoài cơ quan tòa án. Nói nôm na là tố cáo họ với hành vi là vu khống. Điều kiện thứ hai nữa, nếu họ biết cái câu chuyện là có mà nói không, mà không nói có nhưng lại nhằm mục đích là bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm một cách là nghiêm trọng thì cái đó mới là vi phạm pháp luật. Còn ở đây, cái việc mà bôi nhọ danh dự nhân phẩm có phải là mục đích của họ hay không, chúng ta cũng chưa chứng minh được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mà cái việc bôi nhọ danh dự nhân phẩm này nó có nghiêm trọng hay không? Nó nghiêm trọng thì mới là đưa ra ngoài cơ quan chức năng, ở đây là cơ quan công an. Còn nếu như trong trường hợp mà bôi nhọ danh dự nhân phẩm mà chưa đạt được cái mức là nghiêm trọng thì vẫn chưa phải là hành vi là vu khống người khác. Tôi xin nhắc lại, cái chuyện mà kiện các YouTuber không phải là điều đơn giản đâu. Và cái thứ hai nữa là trên thực tế là Thủy Tiên khi làm từ thiện đó có rất nhiều khuất tất trong câu chuyện làm từ thiện của mình, thì các YouTuber cũng như là các Facebooker và mọi người dân đều biết được câu chuyện này rồi, chứ không phải đây là câu chuyện mà nó âm ỉ trong lòng của bất kỳ một ai mà YouTuber lại đi vu khống cái cô Thủy Tiên này. Câu chuyện này là câu chuyện của cộng đồng và người ta lên tiếng là vì chính nghĩa, người ta lên tiếng nói, chứ không phải là những cái kênh YouTube họ lại ghét Thủy Tiên hoặc là họ có thể là bôi nhọ danh dự nhân phẩm một cách nghiêm trọng để Thủy Tiên là phải mất danh dự. Cái đó là hoàn toàn không có. Mà ở đây là họ vì cộng đồng nói lên tiếng nói chính nghĩa, và khi họ nói đó là họ đưa ra dẫn chứng là các mạnh thường quân có gửi hồ sơ tài liệu cho họ thì họ mới dám là phân tích vụ việc, và họ dựa vào các thông tin trên các trang báo chính thức cũng như là các đài truyền hình. Ví dụ thời gian gần đây là VTV1 nè, VTV9 nè, hoặc thậm chí là VTC cũng có đưa các thông tin liên quan đến vấn đề là phát ngôn của nghệ sĩ, ăn chặn từ thiện của các nghệ sĩ có hay là không. Nếu nói như luật sư như thế này đó thì có thể luật sư là đại diện cho Thủy Tiên và Công Vinh kiện luôn cả là VTV1 luôn, với lý do là VTV1 cũng đã đưa hình ảnh của Công Vinh và Thủy Tiên lên trên cái đài truyền hình của Việt Nam rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, Công Vinh Thủy Tiên cũng đã nằm lên trên đó là khoảng 4-5 cái video về phóng sự là kêu gọi từ thiện và ăn chặn từ thiện, và họ luôn luôn đặt câu hỏi rằng có hay là không có. Thì ở đây đó là các YouTuber họ cũng chỉ là phân tích trên bệnh viện là câu chuyện diễn biến nó ra làm sao mà thôi, chứ họ hoàn toàn là không khẳng định là Thủy Tiên Công Vinh có ăn chặn từ thiện hay là không. Cho nên câu chuyện buộc họ vào cái tội là vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm hoàn toàn không phải đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Bởi vì đó, cái câu chuyện này nó đã diễn biến rất là dài. Nó dài ở góc độ là ban đầu là anh Hoài Linh, sau đó đến anh Đàm Vĩnh Hưng, tiếp nữa là đến anh Trấn Thành, và bây giờ chính là ca sĩ Thủy Tiên. Có nghĩa là nó là cả một cái chuỗi quá trình của cái việc mà nghệ sĩ kêu gọi từ thiện và ăn chặn từ thiện. Thì người ta phân tích trên tình hình diễn biến của vụ việc, nếu mà như Thủy Tiên đó làm đúng thì ngay từ ban đầu Thủy Tiên đã sao kê từ một năm về trước rồi. Nhưng lý do tại sao lại không sao kê? Vấn đề sao kê là vấn đề mình đã nhận tiền từ Mạnh Thường Quân để mình phải đi làm từ thiện và phải báo cáo lại cho các Mạnh Thường Quân. Câu chuyện đó Thủy Tiên không có làm, mà chỉ làm ở một trang giấy. Bản thân một người công dân bình thường thấy cái việc nó không đúng, người ta vẫn có quyền lên tiếng, chứ không phải là chỉ có Mạnh Thường Quân mới có quyền lên tiếng. Ở đây đặt ra trường hợp như thế này: công dân họ không đóng tiền cho Thủy Tiên, nhưng họ có quyền nói chuyện với lại là Mạnh Thường Quân để yêu cầu Mạnh Thường Quân là yêu cầu Thủy Tiên là phải sao kê, thì Thủy Tiên phải sao kê thôi. Có nghĩa là công dân họ được quyền lên tiếng về câu chuyện sao kê này, lên tiếng một cách là gián tiếp hoặc trực tiếp. Trực tiếp thì Thủy Tiên có thể là không sao kê, nhưng họ có quyền là lên tiếng một cách là gián tiếp để yêu cầu Mạnh Thường Quân nói với Thủy Tiên rằng phải sao kê và chứng minh số tiền của mình là làm việc một cách là nó chính đáng, trong sạch. Và một trong những vấn đề mà tôi cần lưu ý đó chính là nếu không có cộng đồng mạng, nếu không có các kênh YouTube, nếu không có bà Nguyễn Phương Hằng thì câu chuyện là 4,5 triệu của Thủy Tiên vì sao ngày hôm qua mới được chuyển vào Mặt trận Tổ quốc? Bởi vì đó chính là tiền lãi suất mà ngân hàng đã thông báo cho Thủy Tiên từ rất là lâu rồi, nhưng Thủy Tiên đến ngày hôm nay mới chuyển tiền cho Mặt trận Tổ quốc. Như vậy thì có nghĩa trên thực tế Thủy Tiên có khuất tất, mà có khuất tất có nghĩa là mình đã tạo cho người ta một cái cơ hội. Mình tạo cho người ta một cái cơ hội là không có niềm tin đối với mình, và người ta có quyền đặt ra câu hỏi rằng mình có minh bạch hay là không. Ở đây là góc độ phân tích và bình luận, chứ người ta chưa có quy chụp mình. Cho nên vì vậy, nếu mà dùng cái lời lẽ là phải kiện, phải tố cáo những YouTuber, tôi nghĩ rằng là đây chính là một cái đòn là phủ đầu các YouTuber mà thôi. Cho nên vì vậy, chúng ta phải hiểu rõ vấn đề tội vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác là gì, là phải biết cái chuyện đó có nói không mà không nói có, nhằm mục đích là gì, là bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người ta một cách là nghiêm trọng. Như thế nào là nghiêm trọng? Nếu chúng ta chỉ là phân tích bình luận thì không nhằm mục đích bôi nhọ danh dự nhân phẩm, thì làm gì có câu chuyện là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng gì ở đây nữa, đúng không? Cái câu chuyện 4,4 triệu này của Thủy Tiên đó, thậm chí là khi chuyển về cho Mặt trận Tổ quốc đó, là cũng chưa có xin ý kiến của các Mạnh Thường Quân nữa.
Thủy Tiên chỉ là đưa lên trên cái trang Facebook của mình và nói rằng là Thủy Tiên sẽ gửi cho Mặt trận Tổ quốc. Nhưng Mạnh Thường Quân có đồng ý hay là chưa? Mạnh Thường Quân chưa đồng ý. Trong 4 triệu tư đó của Thủy Tiên đó là của hàng ngàn, hàng triệu người đóng góp vào. Bởi vì có người đóng góp là 20 triệu, có người đóng góp là 100 triệu, có người đóng góp là 200 triệu. Vậy thì 4 triệu tư đó phải chia nhỏ ra theo đầu người để trả về cho các Mạnh Thường Quân. Hoặc xin ý kiến để được các Mạnh Thường Quân đồng ý xử lý số tiền đó nó như thế nào rồi mới được phép là chuyển cho Mặt trận Tổ quốc. Và như vậy câu chuyện đặt ra là Thủy Tiên đã làm cho người ta có cơ hội, có cơ hội nghĩ rằng mình khuất tất trong cái câu chuyện tiền bạc thì làm sao khởi kiện người khác được. Đó chính là quan điểm của tôi về vấn đề là luật sư của bên phía chỗ Công Vinh và Thủy Tiên nói rằng là sẽ kiện các YouTuber. Và video của tôi ngày hôm nay đến đây xin phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật Sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog. Kênh Luật Sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.